Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 31 tháng 3, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 11 phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam về suy nghĩ của ông đối với những biến động biểu tình của Phật giáo, điển hình qua những hành động của Hòa Thượng Trí Quang và Thích Nhất Hạnh. Chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Vâng, thưa anh cũng có vừa mới nhắc đến Trí Quang, tức là khi mà nói đến những cái mà về Phật giáo thì là khuôn mặt có lẽ là chống đối nổi nhất là Trí Quang. Thì vâng, anh cho biết cái cảm tưởng của anh là người lính với lại người dân, hay là mình nói bất cứ về cái gì đó về ông Trí Quang. Vâng, thì tôi xin nói tôi ngại ngùng gì hết. Họ ngoại tôi là họ Ngô Đình. Ngô Đình chính gốc ấy, thì cái đường mà lên chùa Từ Đàm và lên Nam Giao á là cái phía Ngô Đình của chúng tôi, Ngô Đình Phật giáo. Còn phía bên Phú Gam á là Ngô Đình Công giáo. Nếu ai dở sách những cái sinh hoạt của Đại Việt đồ vậy á thì sẽ biết là ông cậu tôi, ông cậu cả tôi là Ngô Đình Thản, là thường hay qua bên Phú Cam rủ ông Ngô Đình Cận hay đi chơi lên chùa Từ Hiếu, có bài gì tôi tu trên đó, Ngô Thị Phương Lan. Thì những cái sinh hoạt đó là có cả ông Trí Quang nữa, thành thứ các ông không có lại gì nhau. Thế bây giờ cái vụ miền Trung xảy ra, thưa cái này tôi ức lắm. Thì ngày 8 tháng 5 1963 xảy ra cái biến cố ở Đài Phát Thanh Huế, mà chắc chắn là do ông Trí Quang, ông đọc truyền cáo đó. Thì bây giờ chúng ta hãy bình thản, rất trung trực mà nói, cái ông Đặng Sĩ là cái ông quân trân trưởng, người ta bảo rằng ông đem xe tăng vô đó, ông cán rồi, ông rồi giết đến 8 người, có cả trẻ con nữa. Thì thứ nhất là ông Đặng Sĩ là thiếu tá quân trấn trưởng, mà quân trấn thì không có xe tăng, nó chỉ có xe bọc thép bánh cao su. Mà xe bọc thép bánh cao su thì không cách nào mà leo cầu thang mà đi vô ở trong đó hết. Đấy, đó là thứ nhất. Và những cái người, 8 cái người chết của cái ngày 8 tháng 5 đó thì chết vì chất nổ. Như vậy phải có người ném chất nổ. Bây giờ người ta bảo chất nổ đó của Cộng sản, của Mỹ hay là của ai. Nhưng mà không biết, chúng ta không có khả năng điều đó. Chúng ta chỉ biết như vậy có người ném chất nổ. Ném chất nổ thì phải có người thấy. Chắc không phải ông Đặng Sĩ ném được. Ông thiếu tá quân trấn trưởng, ông không ném được. Không ném được ai thấy hết. Thì ông phải ra lệnh cho ai đó. Thứ nhất, đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai, ông là quân trấn trưởng, ông phải nhận lệnh của ai? Ông phải nhận lệnh ông tỉnh trưởng. Thế ông tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đặng là một, ngày trước là thị trưởng Đà Nẵng, là một ông Phật giáo tung tành. Thứ hai là nếu nhận lệnh của ông Thiếu tướng Nghiêm, tư lệnh của quân đồng 1, lúc ấy đóng ở Huế, thì ông Đặng Sĩ khi ra tòa ông phải khai ông nhận lệnh của ai chứ. Chứ không, tự nhiên ông thiếu tá quân trấn trưởng đem xe bọc thép tới đi ném lựu đạn rồi nhé. Rồi cái ông Đài Phát Thanh là ông Ngô Ganh, là một ông Phật giáo, ông thầy dạy nhạc AB cho chúng tôi từ lúc nhỏ. Thành thử như vậy, ông Đặng Sĩ ông nhận lệnh của ai? Ông mới làm cái ông thiếu tá quân trấn trưởng, ông tạo nên một cái biến cố để làm gì? Thế ông phải khai chứ. Đó, thành thử như vậy, cái phiên tòa mà ông Lê Nguyên Phu chứng tỏ là đã trật rồi. Đó. Rồi chưa hết, rồi đi bắn ông Phan Quang Đông. Ông Phan Quang Đông có người vợ là học lớp với tôi. Ông Phan Quang Đông không ăn nhập gì với cái biến cố 8 tháng 5 đó hết. Ông là trưởng một cái lưới tình báo do ông Ngô Đình Cận lập ra với đối tượng ở ngoài phía các cái lưới ở ngoài Bắc. Ông ăn nhập gì vậy? Cũng đem ông đi bắn ở trời sân vận động Huế. Rồi cái ngay cả ông Ngô Đình Cận nữa, ông ở bên Phú Cam, ông ăn nhập gì với cái sự kiện đó hết? Rồi cũng đem ông đi bắn.
như vậy thì sao? Như vậy thì rõ đấy, rõ ràng ai muốn bắn thì rõ ràng chỉ có một người muốn bắn nhất, đó là cộng sản cho mày hết. Đó, tôi không có kết luận, tôi chỉ đưa các điểm A, B, C, D ra. Thế nếu cái sự kiện đó không phải là được tác động lên thì bởi ai? Thì rõ ràng là vì từ ông Trí Quang chứ còn ai vào đó nữa. Rồi cái vụ năm 66 là tác động lên và được huấn luyện, được biểu tình, được dẫn dắt là bởi ai? Là do ông Trí Quang. Thành thử, và cụ thể nhất là sau 30 tháng 4 75 là ông im re, ông không nói tiếng nào cả. Mà Phật giáo là nước tan nát hết rồi. Đấy, thành thử thưa với anh, tôi chả bào chữa cho ai mà dám kết tội ai một anh phó thường dân. Nhưng mà bây giờ chúng ta rất là bình thản, và tôi cũng rất thẳng thắn với họ, tất cả những người mà binh vực ông Trí Quang và Phật giáo có thể hẹn với anh Dũng ở trong một cái lần gặp gỡ tôi ở trên diễn đàn đấy. Và nếu ông Trí Quang đã sai có thêm ông nữa, nhưng mà việc thì giờ không có, mà chúng ta không phải là đề tài của chúng ta, đó là ông Nhất Hạnh đó. Đây, vì ông đó là cái người mà đã bảo rằng lên Bến Tre có đến 300.000 dân mà bị dội bom Mỹ. Thì nếu anh cũng muốn cho tôi nói luôn cái này cho mấy phút luôn. Vì một chiếc máy bay đi, khi bay đi là nó có phi vụ và nó có số đuôi, là nó bay đi và cái trung tâm hỗn hợp hỏa lực ở cái vùng 3 ở Biên Hòa nó phải biết chiếc máy bay đó là số mấy, bay đánh ở mục tiêu nào. Thế bây giờ một chiếc máy bay Mỹ ở đâu mà tự nhiên đi xuống ở Bến Tre mà dội bom chết đến 300.000 người. Ngoài ra có một chuyện, đơn vị không quân Mỹ không có đánh ở vùng 4 bao giờ hết. Và bộ binh Mỹ có một cái đơn vị duy nhất, đó là cái chiến đoàn 117 của sư đoàn 9 bộ binh. Sau Mậu Thân, tôi xin lặp lại, đây là quân sự Mỹ có ghi, chỉ có một đơn vị Mỹ, đó là cái Ambiguous, là cái thứ mà thủy bộ, nó có danh số là 117 của sư đoàn 9 bộ binh. Sau Mậu Thân nó mới đưa về Đồng Tâm, đó là lực lượng thủy bộ, tàu thủy, trong có tàu bay đó. Các nữ, một chiếc máy bay Mỹ ở đâu mà Ashok không biết, số đuôi không được ghi nhận, mà đi xuống Bến Tre mà thả một lần chết 300.000 người, lấy đâu trời đây năm 66 lấy đâu mà có 300.000 người ở Bến Tre để mà chết bởi bom đạn Mỹ, mà báo chí Mỹ không biết, quân đội Mỹ không biết, mà chỉ có đến ông Nhất Hạnh qua nói chuyện ở Mỹ mới nói ra. Thành thử cái gì cũng vừa phải thôi, cái gì cũng vừa phải thôi. Nhưng mà cái ông Mỹ, ông Martin Luther King, vâng, người đấu tranh cho hòa bình, lấy cái yếu tố đó, và trong cái Winston Marx năm 68 đã bảo rằng ông Nhất Hạnh là một vị Bồ Tát. Thưa, lịch sử đã cho chúng ta biết, chúng ta phải nhìn thật, và sự thật của lịch sử thì không thể nào mà thay đổi được, không thể nào nó khác đi được, không thể nào đổi chẳng ra đen được. Dạ vâng, cảm ơn anh.